Dạ em chào mọi người. Đã là 21:30. Chiếc xe thùng lớn, thiệt lớn đang đậu trước kho bên em này, để bốc những cái bồn đi Phan Thiết mọi người ạ. Như em nói với mọi người là cái bồn, cái mặt hàng của thùng nước này là cái hàng cồng cành, do vậy mà xe cũng rất chi là cồng cành, xe khủng lắm. Xe dài tận 9,6 m đây mọi người ạ. Lùi vào kho là cũng khó. Trời vẫn đang rất chi là mưa. Mưa lớn luôn mọi người, ở Củ Chi mưa lớn luôn. Xe này là họ chạy đi thành phố Phan Thiết luôn. Và đóng những cái bồn nước của em là kín xe luôn đấy ạ, đầy xe luôn. Không biết là có hết không. Mỗi cái bồn này đường kính nó 1,6 m mấy, chiều cao 2,25 m. Mưa quá. May mà cái khúc đường chỗ nhà em là đổ đá nó cũng khá rộng rồi, cho nên là xe mới lùi vào được, chứ không thì chẳng lùi được đâu. Mưa tí tách, mưa rất chi là nhiều. Dài lắm, do vậy mà phải đánh mấy đỏ mình mới lùi được vào bên trong này. Bây giờ là tối muộn rồi mọi người nha, nó khoảng 21:00 rồi đấy. To quá. Xe to, xe cao, xe dài luôn. Biển số xe là 51C54987. Vào buổi tối và trời mưa này rất cực mọi người ạ. Thứ nhất là xe lớn này, hai là trời mưa này. mỗi ngày là có một nỗi khổ. Đang bị kẹt giữa hàng rào. Thank you.
người thấy màn re xe cực không ạ? Trời thì đang mưa như chút nước ạ. Có vẻ như là chuyên chở hàng cồng cành. Em thấy ở trên xe là xăm là lốp treo lủng lẳng luôn. Cần thiết là hạ những cái đấy xuống để làm bệ đỡ, thả hàng xuống đấy mọi người. Đó, 51C54987. Ôm quả xe này ra đường đi. thì đi đâu cũng tìm thấy đấy mọi người. Rồi, đã vào vị trí, bây giờ đưa bồn lên thôi. Có hai người, không biết là đưa nổi không, hơi cực. Mình để nghỉ cho nên đính của em nghỉ hết trơn rồi. Bây giờ còn chủ làm đấy mọi người. Xe chở rau không phải, với những rác như lá cây, chở cây. Tấm ni lông giải nhằm để tránh chảy xước cái bồn đó. Em sẽ ngừng cái clip này ở đây để em phụ giúp một tay. Mưa quá anh nhỉ. Xe này mình thường xuyên về Phan Thiết không anh? Có. Thường là mình đi chở cây hả? Chở ống điện. Ống điện? Ống điện ngầm đó. Dạ, ống điện ngầm. Vậy là chở xe chở công trình không phải đúng không?
Đây lòng xe của nó 2m3 không ấy. Cái đó thùng xe nó để đây kia đó. Thùng thùng xe mình làm gì đấy? 89 thì cháu phải 9m6 à? Rồi bây giờ là đường 1m6 này. Sao 2m2. Rồi, hỏi nó. Ý là bây giờ làm sao để hết